Lúc đó con đói bụng quá. Con chỉ nhìn thấy mỗi màn thầu cho nên không thấy bảng hiệu. Được rồi, chúng ta đi tìm từ từ nhé. Sẵn tới đây rồi, chúng ta tới con hẻm đằng kia luôn đi. Đằng kia kìa. Vâng, thưa bố. Khoan đã, bố có điện thoại. Ừ, xin e à? Sao đấy xin e? Ông ơi, ông ở đâu vậy? Cháu bị ốm rồi. Được rồi, ông biết rồi. Bây giờ ông và bố sẽ về nhà ngay. Được rồi, ông biết rồi. Bố à, sao vậy? Hình như xin e bị ốm nặng lắm. Sao? Về nhà mau thôi. Con bé bị ốm ở đâu thế không biết? Mau lên xe đi. Tốt lắm, con giỏi lắm. Tạ ơn trời đất. Đúng như con nói, có vẻ ông ấy không biết tiệm màn thầu ở đâu cả. Chúng ta phải về nhà trước ông ấy. Xuất phát nhanh lên. Nhanh đi mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Lúc nãy gặp cháu ở công ty, cháu vẫn bình thường cơ mà. Sao đột nhiên lại thế này? Con bé bị khó tiêu cấp à? Chắc là không biết bố nó đang ở đâu cho nên con bé bị sốc dữ lắm. Đương nhiên là thế rồi. Nhưng Sine à, bây giờ cháu không cần phải lo nữa đâu. Bố cháu đã vô sự trở về rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa mà. Sine à, đừng có lo. Bố xin lỗi nhé. Vâng, bố ạ. Nhưng mà bố bảo đi mua màn thầu cơ mà. Bố có tìm được tiệm màn thầu chưa? Vẫn chưa tìm được. Để Hùn không thể nhớ nổi chỗ đó là chỗ nào. Bố à, sau này mẹ và con sẽ làm lại màn thầu thật ngon cho bố ăn. Bởi vậy bố đừng phí công đi tìm như thế nữa. Dù thế thì vẫn phải đi tìm chứ. Bố muốn trả ơn cái màn thầu mà bố đã ăn. Một cái màn thầu thì có bao nhiêu tiền đâu. Sau này anh sẽ trả ơn cho họ là được mà. Anh có biết Seoul rộng lớn cỡ nào không? Anh còn không biết đấy là chỗ nào cơ mà. Làm sao anh tìm được cái tiệm màn thầu nhỏ xíu đó chứ? Nhưng làm sao mà cô biết cái tiệm màn thầu đó nhỏ xíu vậy? Mấy tiệm màn thầu bình thường đều nhỏ xíu mà. Tôi chưa từng thấy tiệm màn thầu nào to bao giờ. Bố à, sau này con sẽ cùng với bố đi tìm tiệm màn thầu đó nhé. Thật sao? Thật ạ? Chúc hai người ngon miệng. Vâng. Ôi lạnh quá đi. Mẹ ơi, con tới rồi đây. Vào đi con. Con đến ăn chưa ạ? Được rồi, con ngồi đi. Mi Pong đâu rồi ạ? Sao có một mình mẹ thôi? Con bé đi giao hàng ở gần đây rồi. Ngồi đi. Vâng. Tiệm này ngon lắm đấy. Vậy sao? Mời vào. Vâng, mời vào. Ngồi đây đi ạ. Quý khách dùng gì ạ? Canh màn thầu, ba phần canh màn thầu nhé. Vâng, ba phần mẹ ơi. Mẹ biết rồi. Con về rồi đây. Ừ. Anh à? Anh làm gì vậy? Còn làm gì nữa, anh đang giúp mẹ mà. Trời ạ, anh đang bận cơ mà. Em cần nói chuyện gì thế? Em mà định bảo anh đừng tới đây nữa thì thôi khỏi nói đi nhé. Anh không nghe đâu. Anh bị sao vậy? Anh không nghe em nói gì sao? Em đã bảo anh đừng đến đây nữa mà. Đấy, anh đã bảo em đừng có nói cơ mà. Anh à, thời gian hòa giải của chúng ta sắp hết rồi. Chỉ cần tới tòa trình báo ly hôn thì chúng ta là người xa lạ rồi đấy. Rốt cuộc tại sao anh lại làm thế này chứ? Anh cứ thế này thì em mệt mỏi thêm đấy. Cả anh cũng sẽ mệt mỏi thêm cơ mà. Bởi vậy cho nên anh mau sắp xếp lại tình cảm của mình đi.
Quên em rồi đi đường của anh đi, anh làm ơn đi. Kim Mi Pong, bộ anh sẽ phải nói lại nữa hay sao? Anh không thể sống thiếu em được. Kể cả bây giờ anh vẫn muốn bỏ nhà đi rồi quay lại với em đấy. Anh à, có nên làm thế không nhỉ? Anh thấy những gì hôm qua mẹ anh làm rồi cơ mà. Anh vẫn còn nói thế được sao? Chúng ta cứ nghĩ là vấn đề với mẹ sẽ được giải quyết theo thời gian đi. Khi anh với em sống hạnh phúc cùng mấy đứa con đáng yêu thì sau này bà ấy sẽ đón nhận chúng ta thôi. Sau này là bao giờ chứ? Em không muốn bị tổn thương thêm nữa đâu. Mà không, em có bị tổn thương thì cũng không sao, nhưng em không muốn nhìn thấy mẹ em bị tổn thương nữa đâu. Bởi vậy cho nên anh hãy bước tiếp và có một khởi đầu gọn gàng sạch sẽ đi. Nếu chúng ta ly hôn và anh gặp được một người phụ nữ mà mẹ anh thích, anh sẽ quên được cái người phụ nữ thấp hèn làm việc ở tiệm mằn thầu này thôi. Em định ăn nói như thế à? Gặp anh lại ở tòa nhé. Này, anh sẽ trả thù đấy nhé. Em chẳng biết anh cảm thấy thế nào đâu. Ông chủ, ông tới rồi à? Hôm nay anh cũng tới sớm nhỉ? À vâng. Khi tôi nghĩ tới chuyện nếu không có tôi thì cô sẽ chán đến mức nào. Tôi liền phóng tới đây từ Bundang đấy. Ông chủ à, đừng bao giờ làm thế nữa nhé. Lỡ anh gặp tai nạn thì tôi biết làm sao đây. Ông chủ à, đây là ghi chép doanh số ngày hôm nay. À vâng. Vâng vâng, đây này. Cô Nam gì? Đây là số 6 hay là số 0 vậy? Ở đâu cơ? Đây này. Là số 0 mà. Quân Bin à? Con không đói à? Đi xuống tầng dưới ăn bánh mì đi. Gọi bạn bè tới ăn thỏa thích đi. Ông bố này sẽ trả hết. Con không sao đâu ạ. Con đã mua bánh mì rồi. Quân Bin à? Ở đây có khách hàng đi ra đi vào, cho nên hơi ồn, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới việc học của con sao? Bởi vậy bố đã mua thẻ dùng phòng học cho con rồi, một phòng học an toàn và yên tĩnh. Hay là con tới đó mà học đi nhé. Không đâu, con học ở đây thì tốt hơn đấy. Bố hoàn tiền cái thẻ phòng học đó đi ạ. Hai người đừng có nhìn vào mắt nhau như thế đấy nhé. Hy vọng bố và chị Nam Di sẽ sớm trở lại mối quan hệ ông chủ và nhân viên. Ông chủ à, thế này là không được rồi. Lát nữa tan làm, chúng ta đi lập kế hoạch đi. Tôi biết rồi. Lát nữa gặp cô nhé. Bố à, tối nay bố đừng đặt hẹn gì nhé. Bà ngoại làm hải sản hầm cay cho nên bà muốn chúng ta về sớm đấy. Ra đây nào. U Sung à, chị đập vẩy mạnh lắm đấy, nhưng sao nó không lật lại nhỉ? Theo em nghĩ thì tại vẩy của bọn mình quá yếu đấy. Vậy sao? U Sung à, hôm nay chúng ta lại thua hết vẩy đập vào tay Dung Un rồi. Uất ức quá cho nên chắc tối nay chị sẽ không ngủ được mất thôi. Chị đừng có lo, tối nay em về nhà sẽ làm vẩy đập cứng hơn mà. Em có giấy để làm vẩy đập cứng sao? Vâng, nhà em có nhiều giấy xịn lắm. Chị cứ đợi đi. Chị biết rồi, ngày mai nhất định phải thắng Dung Un nhé. Em biết rồi, nếu chúng ta chăm chỉ nhất định sẽ thắng được nhiều vẩy đập thôi. Chị biết rồi, em nhớ làm nhiều vẩy đập cứng ở nhà nhé. Vâng.
Bố ngồi đây đi. Shinae bây giờ khỏe chưa? Có còn ốm nữa không? Không hề, giờ con vẫn còn ốm đấy. Bố có biết vì ai mà con bị ốm không? Đương nhiên rồi, lúc nãy con đã nói rồi mà. Bố đột nhiên biến mất, con buồn quá cho nên mới ốm đấy. Đúng vậy, con bị ốm vì bố cứ nói mấy thứ kỳ dị đấy. Mấy thứ kỳ dị gì cơ? Con nói với bố là chúng ta sẽ có một bữa tiệc bất ngờ bao giờ chứ? Con có nói mà. Con nói thế cơ mà. Con bảo bố trốn ra ngoài để tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho bố. Thấy chưa? Bây giờ bố cũng đang nói dối kìa. Mà không, là vì bố đang bị bệnh cho nên nói nhảm đấy. Không phải, đúng là con đã nói mà. Chuyện bố ăn màn thầu đó cũng chỉ là tưởng tượng thôi, không phải là thật đâu. Bố tưởng tượng ra chuyện bị bắt cóc, tưởng tượng ra chuyện dọn phân bò. Đầu của bố có vấn đề, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Bố đang dựng lên mọi chuyện như trong phim hoạt hình đấy. Không phải. Không phải. Là thật đấy. Bố nghe con nói cho rõ đây. Nếu bố cứ nói mấy chuyện kỳ quặc hoặc dựng chuyện lên, con sẽ bảo ông nhốt bố vào bệnh viện đấy. Shinae à, con sao thế? Con là con gái của bố mà. Sao con lại thế này với bố con chứ? Thật là hỗn quá đấy. Thế mới nói, bố đừng có làm khổ con nữa đi. Đừng có nói mấy lời kỳ lạ nữa. Có hiểu chưa? Không trả lời à? Bố biết rồi. Còn nữa, bố mà thử nói với ông hay bất kỳ ai khác là con nói thế này với bố xem. Lúc đó con sẽ không tha cho bố đâu. Có biết chưa? Không trả lời à? Bố biết rồi. Hai người đang nói chuyện gì thế? Hề Đông mà, con rể Dô. Con rể Dô. Vâng, bố ạ. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu ạ. Em lớn tiếng với bố để bố không đi ra ngoài một mình thôi. Bố đi xuống đi. Nhớ kỹ những lời con nói đấy. Bố có biết chưa? Shinae à? Em nổi giận với bố sao? Em không biết nữa. Vì bố mà em buồn chết đi được đây. Bố cứ nói những lời kỳ lạ mãi thôi. Em không biết phải làm sao nữa. Đồ yếu đuối. Tên của ngươi là phụ nữ. Tồn tại hay không tồn tại, đó mới là vấn đề. Các ngươi nghĩ các ngươi giỏi lắm sao? Những binh lính sẽ cắt đầu các ngươi. Ôi tình yêu của ta. Ôi tình yêu của ta, Juliet. Song Juri, chị ơi, Song Juri, chị ơi, Song Juri, chị, sao chị lại bỏ chạy chứ? Bỏ chạy gì? Tôi phải mau về nhà. Tôi chỉ đi đường của tôi thôi mà. Mà tới đây có việc gì thế? Bạn tôi sống ở gần đây. Đang trên đường về nhà sau khi gặp bạn thì tôi vô tình thấy cậu thôi. Nhưng mà gặp nhau làm gì chứ? Chúng ta có gì để nói đâu. Bởi vậy cho nên tôi mới định làm lơ cậu. Thật đấy. Còn bọn nhỏ thì sao? Chúng vẫn khỏe chứ? Ừ, chúng vẫn khỏe. Còn chồng chị? Đương nhiên là khỏe rồi. Vẫn khỏe mà. Vậy còn chị? Cũng khỏe sao? Đương nhiên là khỏe rồi. Đâu có lý do gì mà tôi lại không khỏe chứ. Tôi biết rồi. Chỉ cần chị sống tốt là được rồi. Được rồi. Vậy tôi đi nhé.
Giang Su à, mong cậu sống tốt. Là tôi đây, Giang Su đây. Cậu nói cậu biết bạn của chị Jory có đúng không? Tìm hiểu giúp xem dạo này chị ấy sống thế nào. Ừ, được rồi, giúp tôi nhé. Em vừa về đấy à? Em có hẹn với mấy người bạn, cũng lâu lắm rồi cho nên bọn em đã gặp nhau và đi mua sắm đấy. Anh không nghĩ là lâu đâu. Dạo này ngày nào em cũng đi chơi với bạn và về nhà muộn mà. Em có vậy sao? Thì có những ngày như thế chứ, rồi cũng có những ngày không mà. Bây giờ chị dâu không có ở nhà nữa rồi, em có thể về sớm để giúp mẹ một tay không? Anh Giang Su, anh nghĩ em đi chơi không chắc. Em đã làm việc suốt cả ngày rồi. Lâu lâu em mới được đi ăn tối cùng với bạn bè và uống cà phê. Anh thấy không vui đến mức đó cơ à? Không phải là không vui gì đâu. Dạo này em hay về muộn cho nên anh thấy có lỗi với mẹ thôi. Nếu anh thấy có lỗi như vậy thì anh cứ có thể giúp bà ấy là được rồi. Em đi tắm đây, anh ngủ trước đi. Chuyện gì vậy? Con không ngủ được sao? Bố ơi, con thật sự rất tò mò chuyện này. Chuyện con tò mò sao? Gì thế? Xin e ấy. Con bé thực sự là con gái của con sao? Ừ, con bé đúng là con gái của con mà. Con thấy lo lắng về chuyện đó sao? Nhưng mà bố ơi, Xin E không có cảm giác gì là con gái của con cả. Con vẫn như thế sao? Ta nghĩ là do ký ức của con chưa quay lại thôi. Con không phải như vậy đâu bố. Khi ở bên cạnh bố, con thấy rất thoải mái và vui vẻ mà. Nhưng con rất sợ Xin E bố ạ. Con sợ Xin E sao? Con bé cứ nói rằng con nói dối. Nó cứ tức giận với con. Xin E tức giận với con sao? Con bé nói là nếu con mà nói ra chuyện này thì nó sẽ không bỏ qua cho con đâu. Nó nói nó sẽ gửi con đến bệnh viện đấy bố ạ. Vậy nên con thật sự rất sợ Xin E đấy bố ơi. Xin E thực sự đã nói như thế sao? Thật đấy ạ. Nên con thật sự thấy rất sợ Xin E bố à. Gì vậy? Trưởng bối vừa đến gặp bố của Hê Đông sao? Sao nữa đây? Sao lại vào giờ này? Có chuyện gì vậy chứ?
Sao bác lại lên đây ạ? Đàn Hồ à? Vâng, thưa bác. Về Xin E ấy. Lần trước ta không thể kiểm tra DNA của nó. Nhưng bây giờ Xin E và Đi Hôn có thể kiểm tra được mà. Có đúng không? Vâng, tất nhiên rồi. Bố con thì có thể làm được mà. Thế thì Đan Hô à? Ta nghĩ con nên xét nghiệm DNA của Xin E và Đi Hôn đi. À, vâng. Vậy ta muốn làm chuyện này mà không để cho Xin E biết. Thế nên ta mới lên đây tìm cháu đấy. Cháu là người duy nhất ta có thể tin tưởng mà. Bác đừng lo ạ. Ngày mai khi Xin E đi làm, cháu sẽ lấy bàn chải của con bé và bàn chải của anh ấy để đi làm xét nghiệm. Được rồi, Đan Hô à. Nhờ cháu nhé. Vâng ạ. Kiểm tra DNA sao? Ôi trời ơi, sao đột nhiên lại nói chuyện này chứ? Xin nè, chuyện khẩn cấp rồi, chuyện nghiêm trọng rồi, đến phòng ta ngay đi, ngay bây giờ. Trưởng bối đang ở phòng bố Hê Đông, nhưng con phải thật cẩn thận đấy. Đang ngủ rồi à? Bây giờ không phải là lúc để ngủ đâu. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Xin E à, làm sao đây? Chúng ta rắc rối to rồi. Trưởng bối định sẽ kiểm tra DNA của con và của con trai ông ấy vào ngày mai đấy. Gì cơ ạ? Kiểm tra DNA sao? Ôi trời ơi, xem đầu óc của mẹ này. Sao thế ạ? Hôm qua mẹ làm sủi cảo kim chi nhưng lại để ở tủ lạnh rồi. Mẹ cũng thật là. Con về nhà mang ra cho mẹ nhé. Thôi để mẹ đi. Mẹ quay lại ngay nhé. Vâng. Xin chào. Vâng, mời vào ạ. Làm ơn cho tôi hai gói sủi cảo nhé. Vâng, chị đợi một chút. Khách hàng ở tiệm tôi cứ khen sủi cảo ở đây ngon đấy. Rất ngon cho nên tôi mới muốn đến ăn thử. Thật vậy sao? Chị hãy đến thường nhé. Chúng thật sự rất ngon đấy. Đây là gì vậy? À, là tờ rơi tìm người bố mất tích của tôi đấy ạ. Cứ tưởng là ông ấy đã chết khi cả nhà trốn khỏi Bắc Hàn, nhưng mà có vẻ như ông ấy vẫn còn sống nên tôi đang cố tìm đây. Ôi trời ơi, vậy thì tôi sẽ lấy vài tờ đến để dán ở tiệm nhé. Thật vậy sao? Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Hôm nay chị cứ cầm đi, không tính tiền đâu. Thật sao? Vâng, chị sẽ dán tờ rơi giúp mà. Làm sao có thể lấy tiền của chị được chứ? Vậy thì trưa mai tôi sẽ ghé lại để ăn canh sủi cảo nhé. Vâng, chị đi ạ. Vâng, chào chị. Chúc chị ngon miệng. Chú ơi, mau lên dùm tôi đi. Bà thật là thiếu kiên nhẫn đấy. Làm ơn yên một chút đi nào. Tôi đang cố hết sức để mở con gì. Chú có chắc là thợ mở khóa không vậy? Sao lại chậm thế? Bà cô này, đây có đúng là nhà của bà không? Tất nhiên rồi, tại tôi lạnh thôi. Mở mau dùm đi. Xong rồi đấy. Đây, mau đi đi nào. Tôi biết rồi. Nhà vệ sinh ở đâu thế nhỉ? Ở đây chăng?
Ồ, lạ thật đấy. Mình nhớ rõ ràng đã khóa cửa trước khi đi rồi cơ mà. Sao lại mở thế này? Bà đang làm gì ở đây thế hả? Bà đang mang giày vào nhà người khác làm gì vậy? Bà là ăn trộm sao? Cái gì? Ăn trộm cái gì chứ? Sao cô dám gọi tôi là ăn trộm? Ăn trộm là cô thì có đấy. Cái đồ giật chồng người khác. Nói gì thế? Vậy cho nên bà mới mang giày vào nhà tôi thế này sao? Ừ thế đấy. Chồng tôi ở đâu hả? Này con mụ điên này. Được thôi, cứ tìm xem chồng bà đâu. Cứ tìm đi rồi lôi ra thử xem. Bà không nên đến nhà tôi đâu. Bà nên đến bệnh viện tâm thần mới đúng đấy. Ôi trời ơi, sao cô dám đánh tôi? Sao dám động tay vào mặt tôi chứ hả? Ôi tìm tôi. Mau ra khỏi nhà tôi ngay. Mau khút ra. Ra. Đi ra khỏi nhà tôi. Cứ thử làm chuyện như thế nữa đi. Sẽ không kết thúc bằng một cái tát thôi đâu. Cứ đợi mà xem. Ngày nào đó tôi nhất định sẽ trả món nợ này. Sine à, mẹ đã lấy được bàn chải của Mipong thành công rồi. Mẹ làm tốt lắm. Giờ thì được rồi. Mình ơi, uống trà đi. Thưa, bố mẹ con đi làm đấy ạ. Được rồi, con đi nhé. Được rồi. Đã có kết quả rồi ạ. Giải thích kết quả. 99,99% trùng khớp. Ta đã làm kiểm tra vô ích rồi. Dù vậy thì chắc chắn vẫn tốt hơn mà. Bác đã làm rất đúng đấy ạ. Sine tuyệt đối không được biết về việc kiểm tra này. Vâng, cháu biết rồi. Bác đừng lo ạ. Ông ơi, ông đến có chuyện gì vậy ạ? Ta đến gặp cháu gái của mình thôi mà. Ngày nào ông cũng gặp cháu rồi mà. Sine à? Vâng, thưa ông. Hẳn là cháu rất khó khăn vì bố cháu bị mất trí nhớ như vậy, có đúng không? Không đâu ạ. Cháu cũng nên hiểu chứ ạ. Bất luận khó khăn thế nào đi nữa, hay có tổn thương thế nào đi nữa, thì cháu vẫn rất vui vì có bố ở bên cạnh. Được rồi. Chỉ cần cháu có lòng thế là được rồi. Cháu cũng rất vui vì có ông ở bên cạnh và khỏe mạnh thế này đấy ạ.
Ôi, cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu. Ôi trời ơi, thế nào? Có đẹp không? Xem nó lấp lánh chưa kìa. Con thấy sao? Mẹ thích chứ ạ? Tất nhiên là thích rồi. Đây là của mẹ thật sao? Con sẽ mua cho mẹ. Vâng, mẹ. Ôi trời, Sine à. Đẹp quá đi. Cảm ơn con nhé, Sine. Con mới phải biết ơn mẹ chứ ạ. Nhờ mẹ mà con mới đến đây được đấy. Lần này con cũng rất biết ơn mẹ. Mẹ ơi, sau này con sẽ chăm sóc mẹ cả đời. Cảm ơn con. Được rồi, chúng ta hãy cùng sống thật vui vẻ nhé. Vâng. Ôi trời ơi, trời đất ơi, đẹp lắm. Cái này chị cứ lấy hết đi. Là quà của em tặng chị đấy. Cha, u sung ngầu thật đấy. Cảm ơn em nhé. Chú ơi, Eugene à. Nhưng mà ông đó là ai vậy? Trông giống ông nhưng thật ra không phải đâu. Là chú đó, là chú thôi. Thật à? Bọn chị là bạn mà. Thật sao? Ừ. Ôi, sao lại nhiều vậy, đập thế này? Usung đã tặng cháu làm quà đấy. Cháu đã làm hết chỗ này sao, Usung? Vâng ạ. Ôi, cháu đúng là giỏi thật đấy. Cháu là bạn của Ujin nhỉ? Vâng, chú ạ. Em ấy là bạn của cháu đấy. Usung à, chào chú đi. Chào chú ạ, cháu là Kim Usung. Ta là Dae-hun, Kim Dae-hun. Rất vui được gặp cháu. Ta vui lắm đấy.